sở hữu hơn 6 triệu người theo dõi trên Instagram, và nắm giữ vị trí bà hoàng mạng xã hội Việt, Ngọc Trinh rất chịu khó đầu tư hình ảnh và nội dung để sống ảo cho dân tình thả tim. Riêng về khoản chụp ảnh để đăng phay bất chấp thời gian và không gian trong showbiz Việt ác hẳn khó ai vượt qua Ngọc Trinh được. Chuyện là vào tối ngày 16 tháng 6, muộn rồi mà sao Ngọc Trinh còn tung clip hư hỏng trên siêu xe khiến dân tình đứng ngồi không yên. Quả xứng danh là nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh diện đồ hở bạo khoe trọn vòng một ngồn ngộn và eo con kiến sexy si muốn xịt máu mũi. Đặc biệt, người đẹp quê Trà Vinh còn tạo 7 chín dáng uống éo, chứng minh thần thái thuộc tốt mỹ nhân, không phải dạng vừa trong showbiz. Tiền nhiều để làm gì? Là để mua siêu xe, đồ hiệu làm công cụ chụp ảnh, sống ảo, chất lượng như Ngọc Trinh xem ra cũng thiệt là thú vị. Nửa đêm rồi mà Ngọc Trinh vẫn có tiết mục khoe vòng một ngồn ngộn và biểu cảm cực quyến rũ. Nữ hoàng nội y nay diện luôn nội y lên siêu xe để sống ảo luôn này. Chiếc siêu xe tiền tỷ vừa được Ngọc Trinh tậu cách đây ít tháng nay đã trở thành công cụ sống ảo quen thuộc của nữ hoàng nội y. Cứ mỗi lần tạo dáng là Ngọc Trinh hút trọn ánh nhìn và chặt chém chẳng thua ai. Sở hữu body đẹp lại chịu khó đầu tư ảnh, đăng phây, hỏi sao Ngọc Trinh có lượng theo dõi cũng trên mạng xã hội. Không cần hát hò rồi lại vướng tranh cãi, Ngọc Trinh xuất sắc nhất vẫn là bộ môn chụp ảnh sống ảo.